Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của Trinh. Video ngày hôm nay thì Trinh sẽ so sánh hai bạn serum mà đang rất là rầm rộ trên thị trường thời gian gần đây. Cũng có khá là nhiều bạn comment nói trên review hai bạn này. Nói cái tên thôi thì mọi người sẽ biết ngay là Trinh đang nói về em serum gì. Đầu tiên sẽ là The Ordinary Niacinamide 10%, Zinc 1%. Trời ơi, cái thành phần Niacinamide yêu thích nhất đời của Trinh. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà chế xuất Niacinamide mà Trinh thấy đáng đồng tiền bát gạo nhất trên đời để mà thử. Sản phẩm thứ hai đó chính là của nhà Lucent Base 10% Nicotinamide Action. Ngày hôm nay Trinh đã quyết định là mang hai bạn này so sánh cho mọi người tất tần tật, từ hình thức bên ngoài đến chất liệu đến mùi hương rồi đến cái thành phần bên trong, dĩ nhiên là đến cái công dụng mà nó thực hiện trên da của Trinh nữa. The Ordinary là của DCM, là của Canada, còn Lucent Base là của nội địa Trung. Và Lucent Base là một trong những cái hãng skincare của nội địa Trung mà Trinh thấy rất là chất lượng và được rất là nhiều bạn yêu thích luôn. Về những điểm giống nhau giữa hai em serum này, về thiết kế bên ngoài thì cả hai em là đều làm bằng chai thủy tinh hết, đều có dung tích là 30ml, đều không màu và không mùi. Cho tiếp theo là về thành phần, thì dĩ nhiên cái thành phần mà đập vô mắt mọi người đầu tiên đó là vitamin B3, một bạn là niacinamide, The Ordinary, còn của Lucent Base là nicotinamide. Mọi người nghe hai cái này nó khác nhau nhưng mà bản chất nó đều là vitamin B3 hết, cho nên thực chất là nó giống nhau, công dụng cũng y hệt nhau thôi. Về nồng độ thì xin chọn các bạn Lucent Base nồng độ nicotinamide là 10%, tại vì Lucent Base thì nó có tới 3 cái mức nồng độ lận là 3%, 5%, 10%, còn The Ordinary thì chỉ có 10% thôi. Vì vậy thì Trinh sẽ so sánh chính cái chai 10% của Lucent Base để cho hai bạn này cái nồng độ của nó tương tự nhau. B3 sẽ có những cái công dụng vô cùng tuyệt vời. Thứ nhất đó là sẽ kiềm dầu nè, sẽ kết lỗ chân lông nè, làm sáng đều màu da, hỗ trợ mờ thâm mụn nè, là sẽ hỗ trợ điều trị mụn, là giúp giảm cái tình trạng mà da bị mẩn đỏ, rosacea. Có một lưu ý nhỏ dành cho những bạn nào mà mới bắt đầu sử dụng niacinamide 10% á, thì các bạn sẽ có cái hiện tượng là da hơi châm chích một chút xíu, thậm chí là lên mụn. Thì Trinh nghĩ trong trường hợp đó là do các bạn chưa quen với cái nồng độ nhiều như vậy thôi. Thì sẽ có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là các bạn có thể chọn những cái nồng độ thấp hơn ở hãng Lucent Base, còn không thì các bạn có thể sử dụng tiếp tục ở những cái vùng da mà ngay cổ tiếp giáp với cằm của mình nè, một thời gian thử xem là nó có còn tiếp tục lên mụn, còn kích ứng nữa hay không. Nếu mà không có thì mọi người tiếp tục sử dụng nha. Thật sự là niacinamide là một cái thành phần rất là ổn định, cái tính kích ứng của nó hầu như là không có luôn. Nhưng mà dĩ nhiên là mỗi một loại da khác nhau thì sẽ có những cái phản ứng khác nhau với cùng một chất mỹ phẩm. Để mà an tâm nhất, nếu mà mọi người sợ thì mọi người cứ bắt đầu sử dụng trên cái phần cổ của mình trước. Kem The Ordinary này á, thì đã mấy chai rồi mà Trinh không hề có cái hiện tượng lên mụn luôn. Trinh cũng không hiểu sao có một số bạn kêu là xài rồi bị lên mụn mủ, Trinh cũng không hiểu nguyên nhân tại sao thật sự luôn. Một chút về bảng thành phần á, thì đứng đầu bảng cả hai bạn này đều là nước aqua. Tới thành phần thứ hai sẽ là vitamin B3, một bạn là niacinamide, một bạn là nicotinamide. Điểm nữa là những cái thành phần mà có gốc glycol được biết đến với công dụng là tạo cái độ nhớt cho texture của sản phẩm, và khi mà mình apply lên trên da thì nó sẽ trơn tru hơn, đồng thời là giúp giữ ẩm cho da. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi đến những điểm khác nhau. Đầu tiên thì về cái bao bì bên ngoài trước, Trinh thấy là có rất là nhiều bạn khen cái chai Lucent Base, tại vì nhìn thật sự là nó diêm dúa hơn rất là nhiều mọi người. Nó phối gold rồi xong rồi nó nhũ trắng lắm tấm lắm tấm lắm tấm, cho nên là nhìn từ xa thì cái chai Lucent Base này có vẻ là sẽ sang hơn, nhưng mà nó theo cái phong cách Á Đông á. Còn cái chai The Ordinary này á, thì Trinh thấy nó kiểu minimalist. Đối với Trinh thì Trinh có phần thích cái bạn The Ordinary này hơn, tại vì nó rất là đơn giản và nó cung cấp đầy đủ thông tin mà mình cần thôi. Cái thiết kế của bạn Lucent Base là con dao hai lưỡi ha. Cái điểm tốt của nó là rất là đẹp đúng không, nhưng mà cái điểm bất lợi của nó là nó khá là nặng và nó to hơn một chút xíu so với bạn The Ordinary, cho nên là để mang theo đi du lịch thì hơi bất tiện. Điểm khác biệt thứ hai đó là về tính kinh tế hả. Nếu mà mọi người có để ý thì trên cái chai của cả hai bạn này sẽ có thời hạn sử dụng sau khi mà mọi người mở nắp. Đối với The Ordinary thì thời hạn sau khi sử dụng mở nắp là 12 tháng, còn đối với Lucent Base thì nó khá là ngắn, chỉ có 6 tháng thôi. Trinh biết là một cái chai bé xíu như thế này thì không thể sử dụng tới 12 tháng mới hết, mọi người sử dụng chắc là tầm khoảng 3 tháng thì sẽ hết. Nhưng mà còn tùy một số bạn không có sử dụng thường xuyên, hoặc là các bạn muốn share cho bạn bè sử dụng cùng với nhau hoặc là như thế nào đó, cho nên là càng lâu thì càng tốt. Với lại Trinh nghĩ là nó cũng chứng tỏ cái tính ổn định của sản phẩm nữa. Đối với một sản phẩm mà có thể mà expose ra ngoài môi trường tới 12 tháng nhưng mà không có bị biến chất thì Trinh nghĩ cái tính ổn định của nó cao hơn một chút xíu so với một cái sản phẩm mà chỉ có 6 tháng thôi. Vậy nếu mà nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu mà xài 3 tháng hết rồi thì thật sự nó cũng không có ảnh hưởng lắm đâu. Bây giờ nói The Ordinary chợ muốn lẹo lưỡi luôn á. Thôi bây giờ Trinh nói tắt là TO đi ha mọi người. Điểm nữa về bao bì, đây có thể nói là một trong những cái khuyết điểm lớn nhất của mỹ phẩm nội địa Trung, gây trở ngại rất là nhiều cho người sử dụng tụi mình. Đó là bao bì hoàn toàn bằng tiếng Trung. Trời ơi, không có một cái thông tin bằng tiếng Anh nào hết. Trinh phải dựa vào Google Translate để dịch
cái bảng thành phần ở trên vỏ hộp, cho nên nếu mà Trinh có dịch sai chỗ nào, bạn nào mà biết tiếng Trung thì góp ý cho Trinh biết nha. Điểm khác biệt tiếp theo là về texture, thì hai bạn này đều có cái texture là hơi dính do những cái thành phần có gốc glycol như là Trinh nói ở trên á. Nhưng mà đối với Trinh cảm nhận á, thì cái bạn TO này cái texture của nó dày hơn một chút xíu so với bạn Lucent Base, nên khi mà mình tán á, thì đối với bạn TO Trinh cảm thấy là nó mất thời gian hơn một chút xíu, nhưng mà bù lại thì nó mang lại một cái độ ẩm rất là tốt ở trên da của Trinh, nên là nói về việc giữ ẩm cấp ẩm á, thì Trinh lại có phần yêu thích cái bạn TO này hơn. Nói là mất thời gian để tán thôi, nhưng mà sau khi tán thì nó sẽ thấm lên hết trên da, nó không có để lại một cái bề mặt nhờn nhít gì hết. Cho nên cả hai bạn này thì đều sẽ thích hợp cho những bạn mà kiểu da dầu, da khô. Và dĩ nhiên là cái thành phần trong này thì nó vô cùng thích hợp cho những bạn da dầu với da mụn. Cũng vì cái chất của bạn Tio nó dày hơn một chút xíu, nên Trinh cảm giác là xài nó đỡ hao hơn một chút so với bạn Lucent Base á. Tại vì Tio thì mỗi lần Trinh lấy tầm khoảng một pump thôi, thì đó đã dàn trải khá là đủ trên mặt của Trinh rồi. Còn Lucent Base thì thường là Trinh phải lấy 2 pump. Về mặt thành phần á, thì điểm chung của hai bạn này đều là vitamin B3 10% ha. Tuy nhiên thì cái thành phần còn lại nó cũng có sự khác biệt khá là nhiều. Đầu tiên là về cái số lượng thành phần đi. Trong bản TO này thì cái số lượng thành phần nó khá là khiêm tốn, theo Trinh thấy là một cái lượng rất là vừa đủ luôn. Đây cũng là đặc trưng của những sản phẩm của TO, với cái bản thành phần rất là ngắn, họ chỉ tập trung vào những cái thành phần mà thật sự hữu hiệu trên da thôi, không có thêm thắt muối, đường, mắm muối quá nhiều. Còn đối với bản Lucent Base thì thật sự cái bản thành phần nó dài như một cái xó vậy mọi người, nó rất là nhiều thứ trong đó luôn. Gặp Trinh đã không biết tiếng Trung thì chớ đã phải xài Google Translate rồi mà kiểu phải đọc từng cái thành phần nữa, rất là khó khăn. Thì Trinh thấy có một cái thành phần nổi trội mà cả hai bạn đều có, đó là thành phần mà có khả năng gây ức chế vi khuẩn P. acnes, là cái vi khuẩn mà gây mụn á. Đối với bạn TO thì là zinc 1% ha, ghi rõ trên bao bì luôn. Còn đối với bạn Lucent Base thì nó là allantoin. Đối với zinc 1% thì đây là zinc PCA nha mọi người. Zinc thì sẽ có công dụng là điều tiết sự hoạt động của bã nhờn nè, rồi ức chế các cái vi khuẩn gây mụn như là P. acnes. L-PCA á, thì nó sẽ là một NMF, nó là một natural moisturizing factor, có công dụng là một thành tố giữ ẩm tự nhiên, không biết dịch ra vậy có đúng không nữa. PCA á, nếu mà được bào chế ở trong ống nghiệm á, thì được chứng minh là có hiệu quả chỉ ở nồng độ từ 0.1% đến 0.25%, là nó đã có khả năng kiềm chế mạnh mẽ cái sự hoạt động của vi khuẩn P. acnes và một số chủng các vi khuẩn khác. Còn đối với allantoin á, thì được khuyến cáo sử dụng trong mỹ phẩm ở nồng độ từ 0.5 đến 2% theo tiêu chuẩn của FDA. Lucent Base thì Trinh không rõ là nồng độ của allantoin là bao nhiêu, tại vì không có thông tin, nhưng mà Trinh nghĩ chắc chắn là nó cũng sẽ nằm trong mức cho phép thôi, nên là mọi người có thể yên tâm. Những thành phần tiếp theo là những thành phần thuộc nhóm giữ ẩm cấp ẩm, thì có thể thấy là trong Lucent Base có khá là nhiều các thành phần này, chẳng hạn như là glycerin nè, hoặc là sodium hyaluronate, là một cái muối của HA có khả năng ngậm nước rất nhiều lần, làm cho da của tụi mình được ẩm mịn hơn. Bên cạnh đó thì Lucent Base đúng là một cái sản phẩm Á Đông luôn mọi người, nó bỏ vào những cái chiết xuất hoa quả, đặc biệt là hoa quả lên men, mà mọi người rất là thường thấy ở những cái sản phẩm skincare Hàn Quốc, chẳng hạn như là lựu nè, rau sam nè, thảo nè, đều là những cái loại hoa quả mà có chứa nhiều chất chống oxy hóa cũng như là làm dịu cho da. Cái trải nghiệm sử dụng á, thì Trinh đã xài bạn TO này, đây là bạn thứ 2, thứ 3 vậy đó của Trinh rồi, thì thật sự là cái kết quả của bạn này lúc nào cũng là một cái kết quả rất là khả quan ở trên da của Trinh. Tại vì da Trinh thì có một cái hội chứng là rosacea, như là Trinh có giải thích trong cái video review chuyên sâu về bạn này rồi, thì mỗi lần mà dùng bạn này xong á, Trinh cảm giác là da của mình dịu lại, và qua một thời gian tầm khoảng 1-2 tuần á, thì thấy là những cái vết đỏ mà thường có nó cũng được dịu lại hơn rất là nhiều. Khả năng kiềm dầu của bạn này thật sự tốt đúng không mọi người. Vào những ngày mà Trinh hoạt động ở ngoài trời nhiều á, Trinh để ý là buổi sáng nếu mà Trinh dùng bạn này á, thì cả ngày hôm đó hai bên cánh mũi của Trinh không có bị tiết quá nhiều dầu cũng như là tiết mồ hôi. Mặc dù là bình thường da của Trinh không phải da dầu nha, nhưng mà khi mà Trinh ở ngoài nắng hoạt động ngoài trời nhiều thì dĩ nhiên là cái vùng này nó cũng tiết một cái lượng dầu nhất định. Về sidekick lỗ chân lông thì cái này mọi người xài chắc là tầm phải một tháng thì mọi người sẽ thấy được cái hiệu quả sidekick lỗ chân lông của nó, tại vì nó ức chế cái sự hoạt động bừa bãi của tuyến bã nhờn á, thì một thời gian thì lỗ chân lông của mình nó sẽ nhỏ lại thôi. Còn về hiệu quả làm sáng đều màu da thì không phải bàn cãi rồi. Niacinamide bên cạnh vitamin C là một trong những cái thành phần mà Trinh luôn kết hợp, tại vì Trinh mong muốn có một cái bề mặt da đều hơn. Mọi người biết là da của Trinh thì có cũng khá là nhiều khuyết điểm, nhất là những cái vết tàn nhang, rồi gần đây là thâm mụn nữa, nên là lúc nào cũng kết hợp bạn này trong routine thì Trinh cảm thấy là cái bề mặt da của mình nó không những sáng mà nó còn đều màu hơn nữa. Còn đối với bạn Lucent Base này á, thì Trinh mới sử dụng chai này là chai đầu tiên thôi, thì thật sự nha, là cá nhân của Trinh thôi, thì Trinh vẫn cảm nhận là da của Trinh hợp với cái bạn TO này hơn, cái kết quả của nó mang tới nhanh hơn. Nhưng mà đến cuối cùng á, thì thật sự là nó cũng kiểu tám lạng nửa cân mà.
Khe kết luận lại thì Trinh thích bạn nào hơn? Nhưng mà đối với Trinh nha, thì cái bạn Tio này có phần là tán lạng hơn một chút xíu. Tại vì nó có những cái ưu điểm nhất định. Thứ nhất là nó rất là hợp ở trên da của Trinh nè. Cái thứ hai nữa là thông tin của nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng mua luôn á. Chỉ có cái là bạn ở trên thị trường thì phát kinh khủng khiếp, nên là mọi người nhất định là phải chọn cái nơi mua uy tín nha. Và cuối cùng thì bạn Tio này là được kiểm nghiệm test ở trên người đàng hoàng, kiểu được chứng minh là có hiệu quả thì mới tung ra thị trường. Còn Lucent Bay thì Trinh không có tìm thấy cái thông tin đó, hoặc là thông tin đó bằng tiếng Trung mà Trinh không hiểu. Nếu mà bạn nào có những cái thông tin thêm về Lucent Bay thì hãy comment bên dưới cho Trinh biết nha. Tóm lại thì cả hai bạn này đều là một cái lựa chọn khá là tốt cho những bạn mà đang muốn sử dụng vitamin B3 vào trong cái routine của mình. Lucent Bay thì cho thêm mọi người option ở những cái nồng độ thấp hơn, từ 3%, 5%, rồi 10%. Còn TO thì đùng một cái là 10% luôn. Tuy nhiên những da của Trinh thì thật sự Trinh không chưa bao giờ gặp bất kỳ một cái vấn đề nào ở cái nồng độ vitamin B3 10% hết. Nên là Trinh không biết được là trải nghiệm của các bạn khác thì như thế nào. Thì hy vọng là những cái so sánh vừa rồi của Trinh đã hữu ích. Nếu mà mọi người thích video này thì đừng quên hãy like cũng như là subscribe cho YouTube channel của Trinh nha. Trinh sẽ để link bên dưới nơi mà mọi người có thể mua hai em này, đảm bảo uy tín chính hãng 1000% luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn ủng hộ và theo dõi Trinh. Trinh sẽ gặp mọi người trong một video gần nhất. Bye.